Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đã trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Và hôm nay thì mình muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó là Thomas Table Edge. Mình làm clip này là để giới thiệu khái quát và cũng như là giới thiệu tới mọi người về cách cắm dây và các cái tính năng được tích hợp ở trên con Mr. T4S này, T8 và T4S. Thì hai cái này công dụng nó cũng như nhau về chất âm và cách sử dụng cũng như nhau. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là T8S thì nó có nhiều ống in và ống out hơn, và mình sẽ đi vào vấn đề. T4S được tích hợp 4 ngọ in chính và 2 ngọ ốc in phụ, và những đường out thì được tích hợp 2 ngọ intercon out, 2 ngọ 6.3 out và 2 đường ốc out. Được tích hợp 1 ngọ RS232 lấy tín hiệu in và out, và kèm theo đó được tích hợp thêm 1 ngọ USB lấy tín hiệu in và out. Ok, và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tìm hiểu các cái tính năng mà được nhà hàng tích hợp vào trong các mixer T4S này. Và đây thì T4S thì sẽ nó có 4 ngọ tương ứng với 4 núm, và thì trên cùng đây thì là trim. Thì thông thường các mixer kia thì hay gọi, hay người ta hay để là gen á, tức là phần input đầu vào á. Ok, thì cái này thì mình sẽ cần làm sao cho nó đừng có để cho báo đỏ là được ha. Và bây giờ mình chỉ là hướng dẫn thôi, cho nên mình đóng cả luôn. Tướng với trên này thì cũng có 4 núm: volume, mood, mood effect và edit. Là chúng ta muốn là set mình chúng ta cắm ở channel nào thì chúng ta sẽ là bấm edit ở channel đó. Thì bây giờ mình sẽ edit ở channel 1 ha. Đầu tiên thì mình sẽ vào phần Thomas. Vì trong phần này thì nhà hàng có tích hợp một số reset của các nhạc cụ, và cũng như là của một số các cái hạng mic của hãng, ví dụ như là của Shure Sennheiser hoặc một số dòng mic nào đó mà của hãng, của chính hãng ha. Thì mình sẽ vô phần này. Ví dụ như bây giờ mình chọn là channel 1 ha. Channel 1 thì mình sẽ chọn là mình cắm là guitar hoặc là keyboard. Thì ví dụ như channel 1 mình cắm là keyboard đi ha, keyboard ha, thì mình sẽ cho là keyboard. Ok, sẽ dành cho nhạc cụ. Rồi xong, ví dụ như channel thứ hai mình muốn cắm là micro thì mình bấm qua edit channel 2. Rồi mic 2 thì mình muốn cắm mic đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chọn vào voice and mic. Ok, sau đó mình sẽ chọn cái mã mic mà chúng ta đang có. Ví dụ như ở nhà chúng ta đang có là cái mic BGA58 hoặc là Beta58 gì đó, thì mình sẽ chọn là B. Ví dụ như hiện tại bây giờ mình sẽ chọn là mic, hiện tại mic đang có của mình là Beta58A, thì mình sẽ chọn vô là Beta58A. Ok, thì đó, bây giờ channel 2 nó sẽ hiển thị là Beta58A, và channel 1 nó sẽ hiển thị là keyboard. Rồi tiếp đến qua phần equalizer thì mình sẽ edit ở channel 2 ha. Phần equalizer thì equalizer sẽ có 3 giải chính: low, mid và high. Thì cái này là volume lớn nhỏ của 3 giải đó. Các bạn thích là tép bao nhiêu, nghe thích nhiều, ai có người thích nhiều tép nhiều, có người thích tép ít, thì chúng ta tăng theo ý của chúng ta: bass, mid và tép. Rồi qua phần parametric EQ. Trong parametric EQ thì cũng có 3 cần để cho chúng ta điều chỉnh. Nhưng mà trong parametric EQ là khác ở chỗ là nó sẽ là cho chúng ta muốn xử lý ở tần số nào. Ví dụ như là ở cần số 1 ha. Số 1. Và bây giờ mình sẽ chuyển đến phần là 1 kHz ha. Tại vì mình ví dụ như trên loa của các bạn, hoặc là mic của các bạn, hoặc loa của các bạn nghe cái
cái phần ở là cái tần số ở là 1 kHz, cảm thấy nó bị dư thì chúng ta sẽ chuyển đến cái tần số đó. Rồi đến phần aux thì chúng ta sẽ là muốn mở rộng hay là thu nhỏ lại, đúng không? Chúng ta càng đưa lên thì nó sẽ là càng mở rộng ra, hoặc chúng ta đưa càng đưa về nhỏ thế nào thì nó sẽ co bóp thu nhỏ lại. Rồi đây là phần lever, tức là âm lượng lớn nhỏ của dB đó. Thì mình muốn cắt là mình muốn giảm ở tần số là 1 kHz xuống là âm 2 dB, mình sẽ đưa xuống là âm 2 dB. Ok, còn ví dụ sang tiếp tục qua ở là EQ2, nó tương ứng như một hồi nãy mình cắt ở 1 kHz. Thì bây giờ xuống, bây giờ là ở channel 2 thì bây giờ mình sẽ là cắt ở là 8 kHz ha, vì cái tiếng mình thấy cảm thấy tiếng test nó bị dư. Rồi mình chọn chỗ âm bao nhiêu decibel thì tùy các bạn thôi, thì vì là mỗi loa mỗi khác, mỗi cái mic mỗi khác thì các bạn sẽ giảm xuống theo tự cảm, các bạn sẽ tự nghe ha, để mà cân chỉnh. Còn cái này là mình chỉ hướng dẫn các cái chức năng để mọi người nắm thôi đó. Phần này cũng thế, các bạn mở rộng hay là co hẹp lại. Rồi đến số 3 cũng tương tự như số 2 đó. Rồi, mình sẽ bỏ qua vấn đề này ha, trở lại tiếp đến mình sẽ chuyển qua phần là com gate ở channel 2. Ví dụ như là ở channel 2 mình sử dụng cho mic thì mình sẽ ưu tiên đến phần noise gate, thì vì cái này nó sẽ cho chúng ta chọn ưu tiên thôi. Thì trong này có li bên tiệt này, noise gate này, kick gate này, compressor này. Rồi thì bây giờ mình sẽ chọn là, ví dụ như mình là noise gate thì mình sẽ chọn là phần noise gate. Phần tensor thì mình muốn là ở bao nhiêu, mình muốn hạn chế ở nó ở bao nhiêu decibel thì nó sẽ mở, thì nó sẽ đóng lại. Và phần RAM này thì cái này để mình giải thích sơ qua. Cái phần này á, tức là khi compressor đã đóng rồi ha, khi compressor đóng rồi nhưng trong micro vẫn đang khi mình nói hoặc mình alo thì trong micro vẫn đang còn thu, tức là nó thu ở bao nhiêu phần trăm so với tỷ lệ gốc, so với tỷ lệ mà so với tỷ lệ mà ghét chưa đóng á. Đó, ví dụ như là mình muốn cho lên bao nhiêu đó là tùy mình ha. Các bạn chỉ cần hiểu được rằng đó là cái tính năng của này là nó như vậy. Rồi tiếp đến qua phần delay. Đây là mixer, dễ hiểu hơn thì đây là nó là lớn, độ lớn nhỏ, level lớn nhỏ của echo. Thì các bạn muốn cho lớn bao nhiêu, âm thanh nó không có một cái gì là độ giới hạn chính xác hết thôi. Cho nên là mình sẽ giới thiệu cho mọi người về các công dụng thôi. Còn để mà chi tiết hơn thì mọi người phải nghe nữa, mọi và sở thích của mọi người nữa. Đó. Và đây là time, tức là độ lặp lại dài hay là ngắn. Độ lặp lại dài hay là ngắn thì bao nhiêu? Đó, thông thường thì mình sẽ để là như con mixer này thì mình hãy để là 255. Còn phần feedback thì là bao nhiêu? Feedback là gì? Feedback tức là độ lặp lại bao nhiêu? Độ lặp lại bao nhiêu thì thông thường mình sẽ để là 65, vì độ lặp lại thì thông thường mình sẽ cho lặp lại tới là từ 6 tới 7 lần gì đó. Đó. Các bạn muốn nó lặp lại nhiều hay ít là tùy các bạn nhé. Nhưng mà nó cũng phải đi theo một cái vấn đề chung, một độ chính xác chung nhé. Mình chứ mình chứ bây giờ mình mà các bạn mà cho lặp lại ít quá cũng không được, mà cho lặp lại quá nhiều cũng không được, cũng không hát được đâu. Rồi tiếp đến là phần reverse. Ở đây là phần level, độ lớn nhỏ của reverse là bao nhiêu. Bridge tức là chúng ta muốn cho chúng ta mở giải cao lên, chúng ta muốn cho cái tiếng reverse chúng ta sáng, tăng thêm một tiếng xìu reverse cho chúng ta tăng lên, chúng ta mở rộng lên. Rồi tiếp đến là chuyển qua phần reverse time. Thì đây là phần ba lăng trái phải, và đây là độ ngắn và độ dài của reverb. Chúng ta muốn cho reverb chúng ta là có độ cái đuôi á dài bao nhiêu thì chúng ta đưa lên ha. Đó, đây là độ dài của reverb. Mình chọn là phần main. Tiếp tục qua phần panox. Đây là phần aux in của đường 5 và 6. Thì đây, trái và phải ba lăng. Đây là level, tức là âm lượng lớn nhỏ bao nhiêu. Nó cũng tương tự như cái này thôi. Đấy, nhưng mà cái phần
ốc 5 và 6 này nó không có mấy cái núm vặn này, gọi là fader á. Đó, thì chúng ta sẽ vặn bằng số trong này, nhìn bằng số trong này. Đó. 6 cũng vậy, tương tự như vậy, chúng ta sẽ cân bằng hai cái này ha. Đây là ba lăng. Đó. Ba lăng của 6 và ba lăng của 5. Đây là phần ốc inch của cổng số 5 và số 6. Và tiếp đến là phần ốc sen, tức là phần đường output ra ha. Thì trong phần ốc sen của ở số 1 này, tại vì là phía sau này nó cho chúng ta là hai ốc out này. Đó. Thì nó sẽ tương ứng với ở đây. Tương ứng với phần ốc sen 1 và ốc sen 2 đó. Mình chọn vào đây. Bây giờ mình bấm vào channel 1. Channel 1 đánh guitar đúng không? Mình muốn gửi cái tiếng guitar này ra cái đường ốc này, ra đường ốc 1. Đó. Và tiếng mic này mình không muốn gửi nó ra đường ốc 1 thì mình đóng. Đó là tùy khi chúng ta set up một chương trình. Đó. Chúng ta nếu chúng ta không muốn lấy reverse và echo vào thì chúng ta bấm lên delay trên. Ở trong phần này để mình xem. Ở trong phần này nó cho chúng ta ở phần là pause và re. Thì phần re này thì tức là khi chúng ta cắm các hiệu ứng một đầu in vào đây thì nó sẽ tự động nó ra, nó không chịu can thiệp ảnh hưởng giữa fader, giữa những nút vặn này. Cho dù chúng ta vặn hết, tắt hết thì cái phần re này nó vẫn có tác dụng, nó vẫn đưa âm thanh ra bình thường như vậy. Còn khi chúng ta chuyển xuống pause fader thì chúng ta sẽ là chịu tác dụng giữa fader. Chúng ta muốn mở lớn nhỏ bao nhiêu thì đường ốc sen này nó sẽ chịu ảnh hưởng đó. Ok. Tiếp đến là phần khai báo. Tức là cái này là chúng nó sẽ hiển thị ở chỗ là bây giờ mình muốn xem là đường input là có bao nhiêu tín hiệu đã vào. T1S thì nó tương ứng với là 4 channel đổ vào. Khi mà channel 1 này nó nhảy sóng lên, nó báo thì chúng ta đã có tín hiệu vào. Channel 2 báo nhảy từ sóng lên thì nó đã có tín hiệu vào. 3 cũng vậy, 4 cũng vậy, tương tự như vậy. Cái này để chúng ta nhìn và nhận biết được rằng là các tín hiệu đã vào hay chưa. 1, 2, 3, 4, các tín hiệu đã vào hay chưa. Đây là phần input level. Và phần output level nó cũng tương tự như vậy. Phần main out chúng ta đã gửi nó ra chưa, nó đã xuất ra hay chưa. Rồi USB left right nó đã ra hay chưa, cộng USB left right cộng này. Đó. Nó đã ra hay chưa, nó đã xuất ra hay chưa. Nó sẽ báo, nó sẽ nhảy báo hiệu ở đây. Và tiếp đến là phần ox 1 và ox 2 out. Chúng ta xem chúng ta đã khai báo ra hay chưa thì nó sẽ nhảy ở đây, nó sẽ báo tín hiệu cho chúng ta ở đây. Rồi xong master EQ output ha. Đây là equalizer tổng. Thì nó sẽ cho chúng ta là từ 25Hz cho đến tới là 8kHz. Thì ở phần này thì đây nôm na là equalizer đó. Ví dụ như các bạn thích tép lớn bao nhiêu các bạn tăng tép lên. Bạn thích bass bao nhiêu các bạn tăng lên. Đó. Tùy mọi người ha. Cũng vậy. Cái phần này là tức là chúng ta cái phần này là phần nó có thể nói về phần này thì nói liên quan đến phần thu âm. Ví dụ như khi chúng ta là TBC thì mình muốn gửi ra là master ha. Thì left right mình sẽ muốn gửi ra đường master này, hoặc là mình muốn cho ra đường ốc 1 hoặc ốc 2 tùy mình nhá. Master output. Chúng ta chọn là board carry. Nếu chúng ta chọn re thì cái fader là chúng ta sẽ không có tác dụng gì hết ha. Chúng ta vặn hết, nó chỉ chịu ảnh hưởng ở đây thôi. Thì khi chúng ta lớn nhỏ ở đây thì nó sẽ lớn nhỏ theo thôi. Còn cái fader tổng này nó sẽ bị mất tác dụng ha. Nếu như khi chúng ta chọn là re. Còn nếu chúng ta chọn board thì cái fader này nó sẽ có tác dụng. Và tiếp đến thì là phần cuối, đó là sen. Thì là phần lưu. Ví dụ như các bạn làm xong hết mọi thứ tất cả rồi ha. Thì bây giờ các bạn muốn lưu, bây giờ mình muốn lưu vào là đâu rồi? Bây giờ mình muốn lưu ha, bây giờ mình sẽ là lưu vào đây đi, hoặc là lưu vào phần thiên vụ ha. Thì mình chọn vào rồi mình, các bạn có thể gọi chữ tùy các bạn thôi.
các bạn muốn viết tên gì để sau mình dễ nhớ. Và ok, bấm Save. Yes, là chúng ta Save thôi. À, và ok, nãy giờ mình đã chia sẻ sơ qua về một số tính năng mà được nhà hàng đã tích hợp trên Thomas Tablet. À, và bây giờ thì mình xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong một video clip tiếp theo. Xin chào.